cùng được trang bị củ loa bass với kích thước là 30cm và đều cùng đến từ thương hiệu Wafida nổi tiếng. Nhưng em loa này thì lại được sử dụng cho phòng karaoke chuyên nghiệp, còn em loa này thì lại được sử dụng cho những cái hội trường lớn. Vậy thì sự khác biệt như thế nào về cấu tạo cũng như là tính năng của hai chiếc loa này thì mọi người hãy cùng xem video để biết ngay câu trả lời nhé ngay bên phải của mình đây là chiếc loa VKH uh, 12 còn bên trái của mình là chiếc loa Focus 12 chiếc loa VK 12 này thì là một chiếc loa hai đường tiếng là hệ thống âm thanh có tín hiệu âm thanh khác nhau là âm trầm và âm cao còn với em loa Focus 12 này thì là một chiếc loa thuộc dòng loa array là một uh, chiếc loa được sử dụng trong các không gian lớn sự kiện lớn và em loa này thì thường sẽ có công suất lớn và có góc phủ âm rộng như mình đã nói lúc đầu thì hai em loa này đều được trang bị hai củ loa bass với kích thước là 30 cm. Tuy nhiên là chiếc loa Focus 12 này thì lại có kích thước loa chép lớn hơn so với em VK12 thì em Focus 12 này sẽ được trang bị của loa chép với kích thước là 3.2 in, còn với chiếc loa VKH12 này thì sẽ được trang bị của loa với kích thước là 1.75 in. trước à, em đối với chiếc em loa Focus 12 này thì là một à, em loa thuộc dòng loa hội trường cao cấp của thương hiệu Wafedan. Với những tính năng và thiết kế mà em loa này có được thì em loa này có thể nói là dòng loa hội trường đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại. Và em loa này sẽ được trang bị mức công suất là 500W đối với công suất thường và 2000W đối với công suất mắc và uh, có cường độ âm thanh lên tới 133 dB có thể nói đây là một mức công suất cực đại uh, đối với một chiếc loa và em loa này sẽ có mức giải tần số là từ 55 Hz cho tới 20 kHz. Uh, với những cái tính năng này thì đây sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng uh, cho những cái hội trường lớn hay là những cái sân khấu lớn còn đối với chiếc em loa VKH12 này thì là một chiếc loa thuộc dòng loa karaoke cao cấp của thương hiệu Wafedan. Em loa này sẽ được trang bị mức công suất là 400W đối với công suất thường và công suất mắc của em nó sẽ là 1.600W và cường độ âm thanh lên đến 130dB. Với những cái công suất này thì gọi là một mức công suất vừa đủ để sử dụng trong những cái phòng có diện tích âm thanh từ 25 tới 30m2 và em loa này sẽ có giải tần số là từ 50Hz cho tới 20 kHz. Với những cái thông số này thì em loa này có thể nghe được mọi thể loại nhạc, từ những nhạc uh, ballad trữ tình cho tới các dòng nhạc uh, trẻ sôi động. Và em loa này thì uh, được chuyên dùng dành cho các cái phòng karaoke chuyên nghiệp. Uh, và em loa này thì sẽ được trang bị góc phủ âm là 70 độ nhân 70 độ, kết hợp cùng với lỗ thông hơi ở phía sau sẽ cho ra một uh, âm thanh rất là đầy đặn và đối với chiếc em loa Focus 12 này thì sẽ có góc phủ âm là 100 độ nhân 10 độ, một cái góc phủ âm rất là rộng giúp cho âm thanh của chúng ta vang rất là xa bởi vì em loa này là một em loa được thiết kế dành riêng cho những cái hội trường lớn nên là đòi hỏi cái góc phủ âm của em nó phải là rộng thì mới đem đến những cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất đến với người nghe. Và hai em loa này thì đều được trang bị nam châm làm từ neo là một loại nam châm cao cấp giúp cho chiếc loa của chúng ta sẽ có trọng lượng nhẹ hơn, âm thanh thì mượt mà trong trẻo hơn so với những cái loại nam châm thường khác. Và đây là điều đặc biệt mà hai em loa này có được. Và bây giờ thì mình hãy cùng đến với mặt sau của hai chiếc loa này. Và đây là mặt sau của hai chiếc loa. À, đối với chiếc loa VKH 12 này thì mặt sau của nó sẽ có các cái lỗ thông hơi rất là lớn và ở phía dưới nó là hai cái cổng kết nối speaker cùng với trở kháng 8 ôm thì sẽ giúp em loa này có thể kết nối với các uh, thiết bị trong hệ thống âm thanh của chúng ta một cách tiện lợi và dễ dàng hơn. Còn đối với em loa Focus 12 này thì uh, ngoài hai cổng kết nối speaker thì em nó còn được trang bị thêm một lúc uh, bật công tắc chia hai way có thể chia loa bát và loa chép riêng à, Và hai chiếc loa này thì đều được làm bằng thùng gỗ rất là cứng và chắc chắn Và ở bên ngoài thì sẽ được sơn bởi một lớp sơn chống xước chống thấm nước rất là tốt à, Và tăng tính thẩm mỹ hơn cho chiếc loa của chúng ta Và bây giờ xin mời mọi người hãy đến mặt bên của hai chiếc loa này À, đây là về mặt bên của hai chiếc loa như mọi người có thể thấy thì đây là sự khác biệt của hai chiếc loa này. Với em loa mươi 12 thì là một chiếc loa dành cho karaoke chuyên nghiệp nên là mặt bên của nó sẽ được thiết kế khá là đơn giản khi mà mặt bên của nó sẽ được uh, trang bị những cái ốc vít để mọi người có thể lắp đặt ở trên dàn hệ thống âm thanh của chúng ta một cách linh hoạt hơn. Và đối với em loa Focus uh, 12 này thì là một chiếc loa dành riêng cho những cái hội trường chuyên nghiệp nên là ở bên hông uh, của nó sẽ được trang bị những cái rãnh để mọi người có thể uh, kết nối với các cái giá treo loa và ở phía dưới thì là được thiết kế bởi một quai tay cầm hình elip theo mình thấy thì uh, chiếc tay cầm này thì rất cứng và chắc chắn luôn và cái tay cầm này thì sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng di chuyển em nó trong uh, các cái sự kiện lớn Vừa rồi thì mình đã giới thiệu về tính năng cũng như là cấu tạo của hai em loa này. Một em loa VKH12 thì đại diện cho dòng loa hai đường tiếng, còn em loa Focus 12 thì đại diện cho các dòng loa array. Ờ, và nếu như mọi người có quan tâm thì mọi người hãy comment thông tin ở bên dưới hoặc là liên hệ với số hotline thì bên mình sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.